bóng muống, thường gọi là cá mú, thuộc loài cá nước mặn, sống ở biển nhiệt đới, á nhiệt đới. Tập tính cá mú sống ngoài khơi, dùng nước trong, dịnh san hô. Người dân các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Khánh Hòa đã đưa đối tượng này vào nuôi trong lồng bè, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng tại Bạc Liêu, do điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, không thể áp dụng được mô hình nuôi lồng bè, nên người dân đã áp dụng nuôi thử nghiệm cá mú trong các ao đất nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp. Mô hình này đã thử nghiệm vào năm 2004. Kết quả cho thấy khả năng thích ứng của loài cá này khi nuôi trong ao đất là rất tốt, hiệu quả kinh tế khá cao. Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bạc Liêu đã khuyến cáo bà con đưa đối tượng này vào nuôi ở những ao nuôi kém hiệu quả. Đến nay, mô hình đã và đang phát triển ở một số nơi trong tỉnh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu cho thấy, người nuôi còn lo ngại đầu ra sản phẩm, vì đây là đối tượng mới, lo ngại rủi ro do chưa nắm vững kỹ thuật nuôi. Không có khả năng mua con giống do giá cá giống khá cao. Giá cá giống trung bình từ 20 đến 25 ngàn đồng một con. Không chủ động được nguồn thức ăn do cá mú sử dụng thức ăn tươi sống như cá tạp. Kỹ thuật nuôi cá mú thương phẩm. Chuẩn bị ao. Ao nuôi cá mú nên chọn những nơi có nguồn nước sạch, gần sông lớn, vì trong quá trình nuôi, chúng ta phải thường xuyên thay nước. Đối với ao nuôi tôm, bà con cần gia cố bờ bao, tránh mọi rò rỉ. Nếu ao cũ thì phải cào bùn đáy thật kỹ, rải vôi CaO 50kg đến 100kg trên 1.000m². Ao nuôi chia thành hai dạng. Ao ương cá, có diện tích từ 200 đến 500m², có độ sâu trung bình 1m. Mật độ ương từ 10 đến 20 con trên 1m². Đối với cá giống, cá có chiều dài 5cm. Ao nuôi cá thịt, có diện tích từ 2.000 đến 5.000m², có độ sâu trung bình 1m2. Mật độ nuôi từ 0,5 con trên 1m², cho ao không có quạt oxy. Từ 1 đến 2 con trên 1m², cho ao có chạy quạt oxy. Lưu ý, ao nuôi phải hội đủ các yếu tố sau. Giao thông thuận tiện để dễ vận chuyển cá thịt, vì đây là đối tượng vận chuyển oxy. Độ mặn dao động trong khoảng từ 10 đến 30 phần ngàn. Nguồn nước thay phải đảm bảo đủ lượng và sạch trong suốt quá trình nuôi. Chọn giống. Theo kết quả thử nghiệm từ năm 2004 đến nay cho thấy, loài cá mú đen thích hợp cho vùng ven biển Bạc Liêu, do đó khi nuôi, chúng ta nên tập trung vào loài này. Cá mú là cá dữ, ăn mồi động vật. Vì vậy, khi thiếu mồi, chúng có thể tấn công lẫn nhau. Do đó, khi chọn cá giống, chúng ta nên chọn cá phải đồng đều để tránh việc ăn nhau. Chọn kích cỡ cá từ 8 đến 12cm là thích hợp nhất. Không nên chọn cá bé hơn 4cm. Vì cá bé hơn 4cm cần chế độ chăm sóc khó hơn và dinh dưỡng cần nhiều hơn nên rất khó thuần dưỡng. Cá giống trước khi chọn phải biết rõ nguồn gốc, là nguồn khai thác tự nhiên hay sinh sản nhân tạo để chúng ta có chế độ chăm sóc khác nhau. Cá giống chọn phải đồng cỡ, đồng màu và không bị hoại tử các cơ quan phụ. Cá đồng màu sáng bóng, nó lên cá khỏe mạnh và chế độ chăm sóc tốt. Đặc biệt tránh những đàn cá có màu tối, vì đây là những đàn cá bị nhiễm bệnh. Khi gặp điều kiện mới, cá sẽ chết rất nhiều. Thả giống vào sáng sớm hoặc chiều mát. Cần xử lý cá giống bằng phocmon liều lượng 150 ppm trong thời gian 10 phút. Thức ăn. Thức ăn cá mú chủ yếu là các loài thủy sản sống. Trong điều kiện nuôi dỗ, chúng có khả năng ăn mồi đã chết và mồi chìm ở đáy ao. Từ đó ta có thể sử dụng các loại thức ăn tươi như nhuyễn thể, cua, ghẹ, cá. Đặc biệt là mực tươi giúp cá tăng trưởng nhanh. Tùy theo từng giai đoạn phát triển của cá mà phối chế thức ăn phù hợp với cỡ miệng cá. Không dùng các loại thức ăn bị thiêu có mùi, không đủ dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cá, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển và làm ô nhiễm nước ao. Thức ăn tươi được rửa sạch, dùng kéo cắt vừa kích cỡ miệng cá, không xoay quá nhuyễn, như vậy khi cho ăn phần nhuyễn này sẽ gây ô nhiễm môi trường nước và tạo điều kiện cho ký sinh trùng và vi khuẩn có hại phát triển gây bệnh lên cá. Thì trong cái khâu kỹ thuật đó, cái khâu mà tập cá cho ăn thì bà con cần phải lưu ý. Tại vì đây là đối tượng cá tự nhiên, cho nên khi chúng ta tập cho ăn thì nó khó hơn những cái đối tượng mà cá đã sinh sản nhân tạo. Có nghĩa là nguồn thức ăn cá tự nhiên đem về để chuẩn bị tập cho cái đối tượng cá mới vừa thu gom về thả thì phải là cá tươi. Thứ nhất, kích cỡ
cái thức ăn nó phải vừa với cả miệng cá. Nghĩa là chúng ta thường thường chúng ta thu gom cá về là nó rất là nhỏ, thì chúng ta cắt thức ăn nhỏ. Ví dụ như cá lớn hơn thì chúng ta cắt thức ăn lớn hơn. Và trong quá trình vận chuyển cá về thì trước tiên là bà con phải phân cỡ cá trước tiên để cho nó đều cá, để cho nó đều cá. Như vậy thì thức con cá nó càng đều thì chúng ta nuôi, trong quá trình nuôi con cá nó đều, vậy cái lượng thức ăn chúng ta cắt cho dễ hơn. Đó là bà con lưu ý cái khâu chăm sóc về thức ăn. Cái nhất, cái thứ hai là thức ăn bà con phải bỏ trong sàng. Nó không như các đối tượng khác, có nghĩa là chúng ta một cái ao trung bình như vậy chúng ta phải là 4 sàng ăn. Ví dụ như ao 2.000 mét vuông chúng ta chuẩn bị 4 sàng ăn. Như vậy thì thức ăn được đưa hết trong vào trong sàng đó. Để chi? Để khi trong quá trình cho ăn đó, con cá nó ăn dư á thì chúng ta lấy cái lượng thức ăn lên. Đó, và chúng ta ăn thiếu thì chúng ta bổ sung thêm. Như vậy thì chúng ta mới quản lý được thức ăn, chúng ta không thể gãi trực tiếp xuống ao. Thì tại vì gãi trực tiếp xuống ao thì khi chúng ta trong quá trình cho ăn đó nó bị dư á thì nó sẽ dơ cái đáy ao. Đó. Và một cái nữa là cái giai đoạn nhỏ. Con lưu ý, giai đoạn nhỏ thì cá được cho ăn là một lần trên ngày và buổi chiều. Có nghĩa là khi chúng thả cá giống tới 3 tháng thì chúng ta cho ăn một lần vào buổi chiều. Đó. Rồi sau 3 tháng tới 6 tháng thì chúng ta lại cách một ngày mới cho ăn lần. Đó, và con lưu ý ha, nghĩa là từ 3 tháng tới 6 tháng thì cách một ngày mới cho ăn lần, và từ 6 tháng tới 14 tháng là chúng ta có thể cách 2 ngày mới cho ăn lần. Tại vì đây là đối tượng ăn cá tươi cho nên nó ăn và nó tiêu hóa rất là chậm. Chúng ta không cần phải cho ăn nhiều, tại vì chúng ta vô tình cho ăn nhiều thì nó ăn dư, cái lượng thức ăn nó rơi rải ngoài đáy ao làm dơ. Nhưng mà cái khả năng tiêu hóa một cái con mồi tươi ở trong bụng cá thì thường thường nó mất khoảng 24 tiếng hồ. Do đó chúng ta không cần phải cho ăn nhiều, đó bà con cần lưu ý. Khi bà con đối tượng này kết hợp với cho ăn đều đặn và ăn một cách hợp lý thì hạn chế được rủi ro do cái môi trường nước xấu gây ra. Thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta được rất là nhàn cái thời gian, chúng ta có dư cái thời gian để chăm sóc những các cái đối tượng khác. Các yếu tố môi trường. Cá mú là đối tượng có sức đề kháng tốt và khả năng chống chịu ở môi trường cao, ít bệnh tật. Tuy nhiên, người nuôi cần lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, trong thời gian nuôi, việc quản lý chất lượng nước là khâu không kém phần quan trọng. Nuôi cá mú chủ yếu là thay nước. Nếu nguồn nước không đảm bảo, cá dễ bị bệnh. Vì vậy, trước khi thay nước, cần kiểm tra nguồn nước có bị ô nhiễm từ những hộ nuôi tôm lân cận, nguồn nước từ các hộ gia đình thải ra, các nguồn nước bị nhiễm thuốc nông nghiệp và chất thải các khu công nghiệp. Thứ hai, cá mú có nhu cầu oxy rất cao, do đó chúng ta đặc biệt quan tâm đến yếu tố này. Để khắc phục tình trạng thiếu oxy, nên định kỳ thay nước và chạy quạt để đảm bảo oxy khi thời tiết không ổn định. Thứ ba, khi cho ăn phải kiểm tra, tránh thức ăn dư thừa, vì khi thức ăn dư tích tụ trong ao tạo ra khí độc NH3, H2S. Đây là hai loại khí có thể làm cá chết hàng loạt. Thứ tư, cá mú có thể sống trong độ mặn từ 3 đến 40 phần ngàn và thích hợp nhất là từ 10 đến 30 phần ngàn. Khâu môi trường thì nó lại khác hoàn toàn với con tôm. Chúng ta quen với kỹ thuật nuôi tôm thì cá mú lại khác, nghĩa là con tôm thì chúng ta phải gào trắng, nước nôi phải qua xử lý rất ổn định. Nhưng con cá mú này á thì là chúng ta lại không, là chúng ta dùng cái nguồn nước tự nhiên, thay nước càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là một tháng mà chúng ta được thay chừng 2 đến 3 lần thì con cá mú rất là nhanh lớn, rất là nhanh lớn. Thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra cái chất lượng nước. Tại vì sao? Tại vì con cá mú này là chúng ta cho ăn là ăn cái nguồn cá tươi, cho nên cái chất lượng nước nó rất là nhanh dơ. Do đó bà con phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước bằng cách thay nước, xử lý môi trường ổn định để hạn chế cái khí độc. Con cá này nó không dịch bệnh nhưng nó lại rất là sợ khí độc. Do đó khi trong môi trường này là khí độc cao kết hợp với tảo tàn thì con cá mú này rất là dễ bị thiếu oxy. Chăm sóc quản lý cá nuôi. Cá giống mới đưa về phải được ương trong lòng lưới có độ sâu từ 0,8 đến 1 mét, mật độ ương từ 500 đến 1.000 con một lòng. Cá có chiều dài 5 cm. Thời gian ương trong lòng từ 10 đến 15 ngày để điều trị bệnh. Sau khi ương từ 7 đến 10 ngày, tiến hành phân cỡ cá ra thành 2-3 cỡ đều nhau để giúp cá bắt mồi đều hơn và hạn chế cá ăn lẫn nhau. Cá sau khi ương từ 10 đến 15 ngày, nếu thấy cá phát triển tốt, không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, tiến hành thả ra ao ương. Và sau từ 2 đến 3 tháng nuôi, chúng ta tiến hành phân cỡ lại một lần.
trong quá trình nuôi thì bà con cần phải phân cỡ thường xuyên. Có nghĩa là chúng ta nuôi định kỳ, khi chúng ta thả cá tới 3 tháng thì chúng ta phải phân cỡ cá. Để chi? Để cho cái tỷ lệ nó, cái phân đàn nó không có phân đàn. Như vậy thì nó đều với nhau. Nó đều với nhau thì nó sẽ ít ăn nhau và cái khả năng bắt mồi lồng điệu nhau con cá nó mau lớn. Thưa bà con nông dân, trong chăn nuôi thủy sản nói chung, việc phòng bệnh phải được đặt lên hàng đầu, nhất là đối với những loài ăn thức ăn tươi như cá mú. Để giảm bớt rủi ro trong quá trình nuôi, bà con nông dân cần quan tâm và tiến hành phòng bệnh cho cá nuôi ngay từ đầu vụ. Những nguyên nhân làm cá nhiễm bệnh. Nước ao kém chất lượng, do quản lý nước ao không đúng kỹ thuật, nguồn nước cấp bị ô nhiễm. Thức ăn kém chất lượng, không đủ dinh dưỡng cho cá, tạo điều kiện môi trường cho các tác nhân gây bệnh phát triển, làm ô nhiễm nước ao. Cá giống chất lượng kém. Cá mua từ các trại giống đã bị nhiễm bệnh ký sinh, vi khuẩn, virus. Mật độ thả cá quá cao, chất thải và thức ăn dư thừa tích tụ nhiều là điều kiện để vi khuẩn và ký sinh trùng phát triển. Trên cá mú này hiện nay nó có một vài cái dịch bệnh cơ bản mà trong quá trình nuôi chúng ta gặp. Nó rất dễ, cũng không khó trị. Cái thứ nhất là cái bệnh đường ruột. Bệnh đường ruột thì bà con lưu ý là thường là cái giai đoạn mà chúng ta chuyển cá giống về thì nó hay bị bệnh đường ruột và nó bị ký sinh trùng. Tại vì do chúng ta vận chuyển về nó xay xác thì chúng ta đưa vào môi trường nước mới thì nó dễ bị ký sinh trùng. Do đó là cái môi trường nước về trước khi thả cá giống thì nên xử lý bằng iodine. Bà con lưu ý iodine liều lượng là theo cái khuyến cáo ở trong cái hướng dẫn của ta. Đó. Còn trộn thì chúng ta trộn những cái loại thuốc hỗ trợ đường ruột như là mà con thấy đó, cái hydralin, thì cái này trộn cho ăn đường ruột rất là hiệu quả. Chúng ta cứ theo cái thời gian, ví dụ như về thì chúng ta nên đầu tư thuốc trộn cho nó khoảng từ 7 tới 10 ngày để nó ổn định đường ruột và hạn chế được ký sinh trùng. Đó là hai cái bệnh mà hiện nay phổ biến cá mú của con cần lưu ý. Còn ngoài ra trong quá trình nuôi thì nếu kết hợp giữa thức ăn tươi tốt, môi trường nước sạch, người có thay nước thường xuyên thì đây là đối tượng rất mạnh, nó không hoàn toàn, nó phát triển rất là tốt, nó không có một cái trở ngại gì trong quá trình nuôi như các đối tượng khác. Hơn chục năm nay, trại cá của chua bóng tượng Quỳnh Giang Hận là điểm đến tham quan học tập của những bà con nuôi cá bóng tượng không chỉ ở xã Tân Thành mà còn có cả ở những địa phương khác trong và ngoài tỉnh Cà Mau. Hai năm nay, chua bóng tượng được tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã Tân Thành Tiến, tổ chức hợp tác của bà con nuôi thủy sản ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau. Cái tên Chính Hận, Chính Bóng Tượng thường được bà con nhắc đến khi nói về kỹ thuật và hiệu quả nuôi. Anh Chính Hận đứng ra đây làm chủ nhiệm thì anh thường họp và phổ biến những cái kiến thức mà anh Chính Hận đi tập huấn về và nuôi đó, từ đó có hiệu quả cao hơn. Cái đồng lãi đó thì cao hơn hồi câu lạc bộ và hơn hồi nuôi cá thể nhiều. Một vụ đó thì 1 hectare đó là cái khoản lời đó, đã trừ hết các cái chi phí, con giống, thức ăn, rồi tiền, thuốc, men, tất cả trừ hết thì còn lời khoảng từ, có lúc, có năm thì được khoảng 189, có năm thì khoảng 200 triệu. Sống trên vùng đất chịu ảnh hưởng mặn, 20 năm trước, ông Quỳnh Trang Hận đã chọn nuôi bóng tượng, loài cá có thể phát triển được trong nước ngọt lẫn nước lợ. Biệt danh chua bóng tượng có từ khi ông đem kinh nghiệm của mình phổ biến lại cho nhiều bà con khác. Kỹ thuật thì cũng có trong hợp tác xã đó, cũng có truyền cho nhau cái đạt những cái gì mà người này biết mà người kia không biết, cũng học hỏi kỹ thuật ông Chính Hận. Thấy ông có nuôi trước rồi mình học hỏi nuôi sau, vẫn đạt hơn là lúc trước. Thì mỗi năm cũng thu nhập khoảng trên 200 triệu một hectare. Theo kinh nghiệm của ông Quỳnh Giang Hận, bà con ở xã Tân Thành đều dùng cá rô phi làm thức ăn nuôi cá bóng tượng, nhờ đó luôn đảm bảo thức ăn tươi cho cá nuôi. Đa số nuôi từ nguồn cá giống thu gom trong tự nhiên, với cỡ cá ban đầu lớn trên 100 gram, nhờ đó nuôi nhanh đạt cá thương phẩm trên 500 gram, với thời gian nuôi từ 7 đến 9 tháng. Sản phẩm của bà con được thương lái mua chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày, từ đó cá sống được xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore. Giá thu mua cá bóng tượng tại Cà Mau hiện nay hơn 400.000 đồng một ký. Nhờ nuôi thủy đặc sản mà vua cá bóng tượng Quỳnh Trang Hận từ chỗ thuê ao
đến nay đã có 3 hecta để đào ao nuôi cá. Thưa bà con và quý khán giả, chúng tôi đến trại cá của ông Quỳnh Văn Hận giữa lúc ông đang xử lý nước trong ao nuôi. Đây là một biện pháp kỹ thuật cần thiết khi mà không có đủ nước để thay cho diện tích nuôi. Vào thời điểm này là đang giữa mùa khô. Thưa ông Quỳnh Văn Hận, ở đây thì chúng tôi nhìn thấy là ông làm thành những cái ao nhỏ, chứ không làm những cái ao lớn như là những nơi nuôi tôm. Như vậy thì ông cho biết là vì sao ạ? Tại vì cái loài cá bướm tượng này nó rất là khó nuôi. Ở đây tôi qua quá trình kinh nghiệm đào những cái ao nhỏ, thí dụ như trước đây là đào 6 thước, bây giờ 18 thước. Nay thì đào ao khoảng là 9 thước, 13 hoặc 14 thước thôi, để cho mình dễ cái khâu chăm sóc hoặc là xử lý khi nào có cái sự cố. Thường thường là nếu mà trong cái mùa tốt, cá giống nhiều thì có thể 100 mấy thước mặt đó đổ 300 cá bướm tượng giống. Còn nếu mà cái mùa không đạt, cá giống không nhiều, cá giống xấu thì đổ từ 150 tới 200 con. Thì thường thường tôi đào từ cái mí ruộng tôi đào xuống là nó thước 5. Như vậy là trong cái mùa mưa đổ sâu 2 mét sâu quá, mà trong cái mùa mưa lại là thiếu ánh sáng, buộc chúng tôi phải xử lý bằng cách đó là nó thông dụng mà nó rẻ tiền hết là bơm nước mặn vào 1 hoặc 2 phần ngàn. Cái ánh nắng mặt trời nó dọi sâu xuống làm cho cái ấm đáy, hơn nữa mặt trời đó diệt được cái khuẩn. Còn về phương diện nếu mà mùa hạn thì thước rưỡi đó nó được 4-5 tét nước là nó chỉ còn có thước nước thôi. Thước nước đó thì ánh nắng mặt trời nó dọi sâu xuống nó nóng quá thì cá bướm tượng cũng dễ gũi go. Như vậy cái tiếp xúc từ cái mùa mưa tới mùa hạn, sau khi cái thời tiết mà nó bớt lạnh đi, chúng ta phải rút đáy cho cái phần nước mặn nó đi ra hết. Còn nước ngọt thì thời gian sau cái màu nước đó nó không còn trong nữa, nó hơi ngà. Ánh nắng mặt trời không dọi sâu làm cho cái đá ao nó ít nó nóng thì gũi go của cá bướm tượng nó ít hơn nhiều. Chắc chắn rằng những điều mà ông vừa chia sẻ đó chính là kinh nghiệm mà ông đã đúc kết trong gần 20 năm trong nghề nuôi cá bướm tượng. Chúng tôi muốn hỏi thêm là trong suốt quá trình nuôi cá bướm tượng thì có lần nào ông gặp thất bại hay không? Và nếu có thì ông đã vượt qua như thế nào? Hồi mới vào nghề thì 4 năm đầu nó thất bại luôn. Ban đầu thì tôi không biết tập tính của con cá, lối sống, rồi môi trường. Tôi nuôi trong ao trong vườn, thành ra cái ánh nắng không dọi xuống được. Cái cá thường thường cá bướm tượng ban ngày là nó vùi xuống dưới đá ao, mà mình ao xưa mình sửa lại là nó đã sâu mà vùi dưới ao bị mất oxy, dơ đáy, thành ra từ đó cá nó chết. Người ta thì người ta năm lên vụ, tôi năm lên đã 2 vụ, tại vì cá tôi nó hư, thành ra tôi đổ liên tục. Như vậy cái số lượng đó ít đó thì tôi làm khô, mà nhiều tôi tát lên nên buộc tôi phải làm mắm. Người ta kêu chín khô chín mắm không á, thành ra tôi cũng buồn quá. Trong cái thất bại tôi á thì tôi cũng rút được số kinh nghiệm là đặc tính của con cá, rồi môi trường, rồi nguồn nước, rồi biết nước mặn, rồi biết được ánh mặt trời nó diệt được cái vi khuẩn làm sao, ký sinh làm sao. Tôi làm rồi thì nó cũng với cái đà đó nó kết quả luôn. Trước đây tôi làm mướn ao, nhưng mà từ khi phát triển lên tôi làm chủ được 3 hecta. Lợi nhuận là trừ chi phí hết là mỗi hecta là 250 triệu, là 3 hecta nó 750 triệu một năm. Chúng tôi được biết rằng khi đã thành công với nghề nuôi cá bướm tượng thì ông không giữ những cái kinh nghiệm đó để làm giàu cho riêng mình, mà ông sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đó không chỉ đối với những bà con trong hợp tác xã của ông, mà còn nhiều bà con nuôi cá bướm tượng ở những địa phương khác. Như vậy thì ông suy nghĩ gì khi chia sẻ những cái kinh nghiệm đó với cộng đồng ạ? Tôi đã thất bại 4 năm liền với cá bướm tượng. Tôi cũng suy nghĩ nếu các bà con mà nuôi gặp khó khăn trong một năm là đã khổ rồi. Như vậy là những cái nghiên cứu của tôi mình hướng dẫn cho họ, cá bướm tượng này là xuất khẩu, mình lấy ngoại tệ đem về cho đất nước mình thì làm gì mà mình giấu kỹ thuật làm chi. Hơn nữa trong cái kỹ thuật này hướng dẫn cho bà con thì bà con có những cái thất bại ta mới cho mình biết, mà mình biết thì cái nào xử lý được thì mình cứ cho người ta tiếp tục, người ta biết thêm. Còn cái nào mình không biết thì mình mua cá loại bệnh đó về mình thả ao mình nghiên cứu, như vậy nó tránh rủi ro trong cái ao của mình.
mà mình biết thì mình hướng dẫn thêm cho bà con để cho mọi người đều cùng biết là cái xứ Tân Thành này nuôi con cá là đi đầu tiên, hơn nữa quá tầm cỡ. Như vậy sau này tôi có được cái thương hiệu thì bà con chắc cũng vui mừng lây dùm cho cái xứ Tân Thành. Nếu chúng tôi tạo được thương hiệu này thì người ta biết tới, người ta tới đây người ta đặt hàng thẳng thì ở cái quê hương của Cà Mau này càng phát triển nhiều hơn, và chúng tôi có thể là nhân rộng mô hình này càng lớn hơn nữa để thu được những cái ngoại tệ của nước ngoài về. Cá bống tượng trong tự nhiên phân bố khắp các loại thủy vực như sông rạch, mương ao, ruộng. Cá sống thích hợp ở môi trường nước không bị nhiễm phèn ở đáy. Ban ngày, cá thường dùi mình xuống bùn, hang hốc, bọng. Khi gặp nguy hiểm, có thể chúi xuống bùn sâu đến 1 mét. Có thể sống ở đó hàng chục giờ. Cá ưa ẩn náu nơi cây cỏ gian bờ, hang hốc. Do cá bống tượng thương phẩm có giá trị kinh tế cao, mà nhiều người dân ở Bạc Liêu đã đưa cá bống tượng vào nuôi trong ao đất. Đây cũng là loài cá giữ điển hình, thích ăn động vật như cá, tép, cua, ốc, tươi sống và vừa với cỡ miệng. Nuôi trong ao, trong bè, cá ăn thêm các loại thức ăn khác như các loại hạt và thức ăn chế biến. Là loài cá giữ ăn thịt nhưng không rượt đuổi con mồi mà chỉ nằm rình rập săn bắt. Cá ăn mạnh về đêm hơn ngày, nước lớn ăn mạnh hơn nước rồng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của người nuôi cá bống tượng thương phẩm hiện nay là chưa chủ động được nguồn giống. Khi cá mắc bệnh, bà con sử dụng nhiều loại hóa chất, kháng sinh để phòng trị bệnh, làm cho cá nuôi chậm lớn, phân đàn và hiệu quả thu lại thấp. Hiện nay, quy trình nuôi cá bống tượng sử dụng các loại thuốc thú y thủy sản, các chế phẩm vi sinh cho phép lưu hành để đảm bảo sức khỏe cho đàn cá nuôi và an toàn vệ sinh thực phẩm, đã được Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bạc Liêu chuyển giao cho hộ nuôi. Quy trình kỹ thuật nuôi cá bống tượng bằng vi sinh bao gồm các bước sau: chuẩn bị ao nuôi, chọn và thả giống, chăm sóc và quản lý, phòng và trị bệnh. Thì diện tích ao thích hợp ở đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con nên chọn cái diện tích ao là từ 300 đến 500 mét vuông. Về cái diện tích ao như thế này thì chúng ta sẽ dễ quản lý. Và khi mà chúng ta nuôi cá bống tượng á, thì bà con cũng nên là chúng ta đầu tư nuôi làm sao tối thiểu là 2 ao. Để trong quá trình bà con nuôi á, thì khi mà con cá nó lớn thì tùy theo cái kích cỡ con cá mà nó sẽ phân đàn rất là nhiều. Cho nên là chúng ta nuôi thì sau giai đoạn mà chúng ta thả giống là khoảng là 2 đến 3 tháng thì bà con cũng phải gạn cá để chúng ta sang qua làm sao cho cái cỡ cá nó đồng đều với nhau. Để tránh cái tình trạng mà cá nó bị phân đàn thì nó sẽ cạnh tranh thức ăn, hoặc là một số con lớn thì nó sẽ lớn, nó sẽ ăn những con nhỏ, và khi mà con lớn nó sẽ cạnh tranh thức ăn thì con cá nhỏ nó sẽ èo ụt và nó khó phát triển hơn so với tổng cái đàn chung trong cái môi trường ao nuôi. Thì khi mà chúng ta cải tạo ao á, thì bà con có thể là chúng ta sên vét bùn đáy ao, sau đó chúng ta gãy vôi xe CO3 với cái lượng là khoảng 15 đến 20 kg trên 100 mét vuông. Thì sau khi gãy vôi từ 3 đến 5 ngày thì bà con có thể là chúng ta bơm nước vào. Thì bơm nước vào thì để cho nó hạn chế được cái nguồn bão hữu cơ, thì bà con có thể là chúng ta bơm nước vào một cái túi giải lọc. Hiện nay bà con có thể mua giống từ hai nguồn là các cơ sở sản xuất giống nhân tạo và từ giống tự nhiên qua các điểm thu gom. Khi mà chúng ta bắt giống thì ngoài cái kích cỡ là thích hợp đó là từ 100 gram thì bà con cũng xem xét cái cảm quan bên ngoài, tức là chúng ta nhìn cái đàn cá bóng tượng đó thì nó phải là tránh cái tình trạng mà bà con là bắt những cái đàn cá mà nó lờ đờ, nó phản ứng chậm chạp, hoặc là một số con là nó có thể là nó bị cong lưng do cái quá trình mà người ta đánh bắt từ tự nhiên và người ta xiệt điện hoặc là đặt nò lấy lú, thì có thể là đặt cái lú hoặc là xiệt điện thì nó làm cho con cá nó yếu và nó giảm cái sức đề kháng, và vô tình nếu mà bà con chúng ta bắt ngay những cái đàn cá đó về chúng ta thả thì nó sẽ không đạt và nó sẽ hao hụt rất là nhiều. Chính vì cái điều đó mà khi mà bà con chọn giống thì chúng ta cũng nên chọn những con cá mà nó hoạt động nhanh nhẹn và nó nhìn về cảm quan bên ngoài thì nó nhiều nhớt và nó không có tình trạng mà mắc nhớt hoặc là bơi lội lờ đời.
Thì về cái mật độ thả thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là bà con đối với cá kích cỡ 100 gram, tức là 10 con một ký, thì bà con nên thả với mật độ là khoảng là 1 con trên 1 mét vuông. Quản lý thức ăn. Thức ăn chủ yếu cho cá bống tượng là tép, cá nhỏ, cua, ốc, trùng chỉ, trùng quế. Tùy điều kiện từng nơi, thức ăn có thể mua ở chợ hay tự thu gom từ tự nhiên. Nhưng phải đảm bảo thức ăn còn tươi và phải vừa cỡ miệng cá ăn. Khi mà cá chúng ta nuôi ở giai đoạn từ khoảng là khi mới thả kích cỡ khoảng 100 gram đến 2 tháng, thì bà con nên cho ăn một ngày là khoảng 2 lần. Với cái tỷ lệ là khoảng là 5-7% cái trọng lượng thân. Thì buổi sáng thì có thể là chúng ta cho ăn là khoảng là bằng 1/3, và buổi chiều chúng ta cân ra phần 2/3. Và buổi sáng thì chúng ta cho ăn khoảng là 6-7 giờ sáng, và buổi chiều chúng ta cho ăn khoảng là 5-6 giờ chiều. Và khi mà chúng ta nuôi giai đoạn từ 2 tháng trở đi thì bà con nên cho ăn khoảng 1 ngày 1 lần. Một ngày 1 lần thì có thể là bà con cho ăn khoảng là 6-7 giờ sáng. Thì khi mà chúng ta cho ăn thì chúng ta cho ăn với cái liều lượng là khoảng là từ 3-5% trọng lượng thân. Đặc điểm quan trọng đối với cá bống tượng là cá hoạt động chủ yếu về đêm. Đồng thời, cá nuôi rất nhạy cảm với sự tác động hay thay đổi của điều kiện môi trường. Do vậy, trong quá trình nuôi, cố gắng giữ môi trường luôn ổn định. Môi trường nuôi thích hợp với cá bống tượng có độ pH từ 7.5 đến 8.5, độ mặn từ 0 đến 5 phần ngàn, độ kiềm từ 80 đến 110 mg CaCO3 trên 1 lít. Nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C, độ trong từ 35 đến 45 cm, không có khí độc. Mực nước ao nuôi phải luôn duy trì từ 1,5 đến 1,8 mét. Để ổn định cho các yếu tố môi trường cho tốt, thì ở đây thì định kỳ là trong 2 tháng đầu thì bà con có thể là định kỳ 10 đến 15 ngày thì chúng ta nên sử dụng một liều vôi Dolomit với liều lượng là khoảng là 15 kg trên 1.000 khối nước. Và chúng ta đánh, sau khi chúng ta đánh vôi thì bà con cũng nên sử dụng một liều vi sinh để cho nó hấp thu các cái hàm lượng hữu cơ lơ lửng trong cái đáy ao, cũng như là nó ổn định các cái hệ vi sinh vật trong môi trường ao nuôi, nó làm cho cái môi trường của chúng ta ổn định. Thì bên cạnh đó thì trong quá trình mà bà con nuôi á, thì để cho các cái mùn bão hữu cơ cũng như chim bờ, hoặc những cái tháng mưa, những cái ngày mưa kéo dài và nó hạn chế cho rửa phèn cũng như là mùn bão hữu cơ xuống á, thì khi mà trước khi những cái trời mưa thì bà con cũng nên gãi vôi CaO hay còn gọi là vôi bung á, thì bà con có thể là gãi là 7 kg trên 100 mét vuông, chúng ta gãi xung quanh cái bờ ao để cho nó khi mà trời mưa thì nó sẽ không bị trôi phèn và nó làm cho cái môi trường của chúng ta nó bị biến động, thì nó sẽ sốc làm cho con cá nó ảnh hưởng tới sức đề kháng. Thì cái bệnh này là cái nguyên nhân là do trong quá trình mà chúng ta nuôi bà con thả với mật độ dày. Và khi mà chúng ta quản lý thức ăn không tốt thì cái môi trường ao nuôi nó ô nhiễm, thì nó làm cho cái vi khuẩn Aeromonas hydrophila, thì đối với cái vi khuẩn này nó phát triển nhiều, thì nó sẽ làm cho con cá của chúng ta nó tấn công vào trong cái mang con cá và nó làm cho con cá của chúng ta bị bệnh. Thì ngoài ra thì còn một cái nguyên nhân nữa là do quá trình mà chúng ta gạn cá, chúng ta sang cá từ ao này sang ao khác, và trong quá trình mà chúng ta sang cá thì con cá của chúng ta nó bị say sát, và khi mà chúng ta thả vào cái môi trường ao nuôi mới mà môi trường ao nuôi mới nó bị ô nhiễm thì con cá nó sẽ bị bệnh nhiễm khuẩn hay còn gọi là cái bệnh ghẻ và bệnh lở loét. Thì cái triệu chứng là lúc đầu thì con cá của chúng ta nó sẽ giảm ăn và nó bơi lội lờ đờ. Thì khi mà bà con mới nhận thấy thì con cá nó sẽ có những cái đốm đỏ nhỏ nó xuất hiện từ cái mang cá trở xuống, là lúc đầu nó chỉ bằng cái đầu ngón tay, và nếu mà nó nhiều nó sẽ lan rộng ra và có thể là nó kéo những cái vệt dài. Và khi mà gặp cái tình trạng này nếu mà bị nặng thì cái hậu môn của con cá nó bị sung huyết và nó lồi, và cái bụng con cá của chúng ta nó sẽ bị trương lên và con cá nó bơi lội lờ đờ và có thể là nó cắm đầu vào trong bờ và nó chết. Vậy cái cách trị mà cái bệnh lở loét này thì đầu tiên là bà con phải diệt khuẩn trong cái môi trường ao nuôi. Thì bà con có thể là chúng ta sau khi bà con thay 30% cái lượng nước trong cái môi trường ao nuôi này thì bà con có thể tiến hành diệt khuẩn. Thì diệt khuẩn ở đây thì bà con có thể là xử lý cái thuốc tím với cái liều lượng là khoảng là 10 gram trên một khối nước, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng cái sản phẩm iodine tùy theo cái liều lượng và khuyến cáo của từng công ty mà chúng ta sử dụng cái diệt khuẩn bằng iodine hoặc là cái thuốc tím.
Thì đặc biệt là đối với cái iodin thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con nên sử dụng iodin diệt khuẩn vào khoảng buổi chiều mát để cho nó tránh cái tình trạng đi mất đi các hoạt tính của gốc iốt trong cái iodin. Thì sau khi bà con diệt khuẩn là 2 đến 3 ngày thì bà con cũng nên là sử dụng một cái liều vi sinh và chúng ta kết hợp chúng ta đánh vôi Dolomit với liều lượng là khoảng là 10 đến 15 kg trên 1000 khối nước để cho nó ổn định các cái yếu tố ngoài trường. Thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta xử lý bên ngoài và chúng ta giảm thức ăn thì bà con ở đây thì chúng ta kết hợp chúng ta trộn cái thuốc vào trong cái thức ăn để nó tăng cường cái sức đề kháng cũng như là nó trị một số cái bệnh đường ruột trên con cá. Thì cái sản phẩm thuốc ở đây bà con trộn á thì có thể là chúng ta sử dụng cái sản phẩm là Sulfamid với liều lượng là khoảng là 10 đến 15 gram hoặc là bà con có thể là sử dụng cái oxy tetracycline với cái liều lượng là khoảng 5 gram và kết hợp với trộn vitamin C là khoảng là 2 đến 3 gram trên 1 kg thức ăn cho ngày đầu tiên. Và từ ngày thứ hai trở đi á thì bà con có thể là giảm 1/2 cái lượng thuốc đó và bà con có thể là chúng ta trộn liên tiếp là 3 đến 5 ngày thì cái triệu chứng và cái bệnh trên con cá nó sẽ khỏi. Thì cái nguyên nhân là do bà con là quá trình mà chúng ta đánh bắt và vận chuyển thì cái đàn cá giống của chúng ta nó bị xây xác cho nên là khi về thì nó rất là dễ bị bệnh tuột nhớt. Kết hợp với cái điều kiện môi trường ao nuôi của chúng ta nó bị ô nhiễm thì nó làm cho cái hàm lượng vi khuẩn Pseudomonas sp thì cái hàm lượng vi khuẩn này nó phát triển tăng cao thì sức đề kháng giảm thì nó sẽ tấn công vào trong con cá và làm cho con cá của chúng ta nó phát bệnh. Thì cái triệu chứng là ngay từ đầu khi con cá mới bệnh thì nó sẽ giảm ăn và nó có thể là nó bỏ ăn hẳn. Và cái đầu tiên về cái cảm quan bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy là con cá của chúng ta nó sẽ có một số cái vệt trắng ở dưới đuôi và nếu mà nó lan nặng lên thì con cá nó sẽ bị bong da và nó chóc dãy, nó làm cho con cá chúng ta nó phủ một cái màng màu trắng là giống như cái tình trạng mà nó bị bong da mất dãy, cho nên là nó sẽ làm cho con cá của chúng ta nó bị tuột nhớt hoàn toàn và con cá nó sẽ chết với tỷ lệ rất là nhanh. Thì đối với cái bệnh này thì cái cách mà chúng ta phòng thì ngay từ đầu khi chúng ta mới thả giống về thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là chúng ta nên xử lý cá giống bằng cái nước muối 2% trong 3 đến 5 phút. Ngoài ra thì khi mà chúng ta vừa thả cá xong thì bà con cũng tránh thả với tình trạng là chúng ta thả mật độ dày rồi sau đó chúng ta sang ra mà chúng ta nên thả với cái mật độ là khoảng là 1 con trên 1 mét vuông với cái kích cỡ cá giống là khoảng 100 gram một con. Và trong quá trình mà bà con nuôi thì khi gặp phải cái tình trạng bệnh này á thì chúng ta phải xử lý bằng cái cách là chúng ta xử lý bằng cái diệt khuẩn. Thì trước khi bà con diệt khuẩn thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con nên xử lý thay nước, tức là thay khoảng là 30 đến 50% cái lượng nước trong cái môi trường ao nuôi. Thì sau khi thay nước là 2 ngày thì bà con tiến hành chúng ta diệt khuẩn. Thì diệt khuẩn ở đây thì bà con có thể là chúng ta sử dụng cái sản phẩm thuốc tím với cái lượng là khoảng là 15 gram trên khối nước và có thể là chúng ta diệt khuẩn 2 đến 3 ngày sau thì bà con có thể là chúng ta sử dụng một liều vi sinh giống như ở cái bệnh lở loét. Thì sau khi mà chúng ta xử lý diệt khuẩn xong thì bà con có thể kết hợp trộn thuốc kháng sinh để chúng ta phòng cho những con cá mà chưa bị. Thì kháng sinh ở đây bà con xài thì có thể là chúng ta xài cái sản phẩm là Osamet, chúng ta trộn cái lượng là khoảng là từ 2 đến 5 gram trên 1 kg thức ăn. Ngoài ra thì ngoài cái Osamet này thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Hadaclin. Thì đối với sản phẩm Hadaclin này thì bà con cũng có thể là chúng ta trộn với cái liều lượng là khoảng là 3 gram đến 5 gram trên 1 kg thức ăn. Thì sau trong vòng 3 đến 5 ngày thì chúng ta trộn liên tục trong các cửa ăn thì con cá của chúng ta nó sẽ khỏi cái bệnh. Từ những năm 1990 đến năm 2000, nghề nuôi cá chình, cá bóng tượng lên ngôi với giá cá thương phẩm rất cao, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Gia đình ông Quỳnh Văn Hận ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau nuôi cá chình, cá bóng tượng gần 30 năm qua. Lúc đầu ông chỉ nuôi 3 ao thử nghiệm. Giờ đây trên diện tích 3,3 hectare, ông Quỳnh Văn Hận đã phát triển đến 62 ao nuôi. Các ao nuôi được quy hoạch không quá rộng, mặt trảng thoáng để lấy ánh nắng, tránh làm lạnh đáy ao, tận dụng tối đa gió tự nhiên tạo oxy cho ao nuôi. Nhờ kinh nghiệm có được nên dù giá cá trong những năm gần đây khá bấp bênh, nhưng gia đình ông thu lợi từ nghề này trung bình mỗi năm không dưới 300 triệu đồng. Cá chình cá bóng tượng, nó ngay thì cái đặc tính tập quán của nó ở Tân Thành này mình nuôi nhiều năm đó, thành ra nó hợp với cái thời tiết ở đây, đất đai ở đây, thành ra nó đạt năng suất cao. Hơn nữa là quan trọng là con người nắm được cái kỹ thuật mới là quan trọng. Hiện nay toàn tỉnh Cà Mau có trên 740 hectare nuôi cá chình, cá bóng tượng, năng suất trung bình đạt khoảng 2.000 tấn trên năm.
Mặc dù giá cá thương phẩm không ổn định, nhưng xét về diện tích lẫn năng suất đều tăng rất ấn tượng trong khoảng vài năm gần đây. Muốn vào nuôi cá, không ít hộ gia đình đã có của ăn của để, nhà cửa khang trang cũng nhờ con cá chình, cá bóng tượng. Đây là loại vật nuôi rất phù hợp với đồng đất Cà Mau, đặc biệt tại các xã như Tân Thành, An Xuyên và phường Tân Thành của thành phố Cà Mau, nơi được xem là cái nôi của nghề này. Bà con cũng đã thành lập được hợp tác xã để cùng nhau hỗ trợ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm. Đây là một trong những điều kiện rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi và xây dựng thương hiệu cho các loài thủy sản này. Nuôi cá này cũng là cái nghề nuôi dưới nước, nó cũng có rủi ro. Nhưng mà sự thật trăn trở nhất con cá này là quan trọng có cái giá cả nó bấp bênh, nó không phải đi vào khuôn khổ. Thành ra nông dân mặc dù cái nghề nuôi này, cái ao này nó cố định buộc nuôi, nhưng mà có lúc thì nó thăng quan thì rất vui vẻ, mà cái lúc thì hình như nó chán không nuôi con cá phát triển mạnh hơn. Con cá trình cá ống tượng được người dân ở xã Tân Thành nuôi cũng đã rất là lâu, thì qua thời gian nuôi thì mang lại hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên thì những năm đầu thì giá cả nó cũng rất là ổn định. Tuy nhiên thì càng về sau mô hình này càng nhân rộng và phát triển thì cái giá cả của nó còn bấp bênh. Gần 30 năm nuôi cá và 20 năm hành nghề thu mua, ông Trần Văn Bình ở khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau hiểu rõ về những thăng trầm của con cá chình, cá bóng tượng. Hiện ông có 30 ao nuôi với hàng ngàn con giống, trong đó không ít ao đã có cá đạt chuẩn thương phẩm để cung cấp ra thị trường. Nhưng do giá cá chưa cao nên ông vẫn nuôi cầm chừng. Mặt hàng này thường cung ứng cho thị trường Trung Quốc. Theo kinh nghiệm nhiều người, vào dịp Trung Thu hay Tết âm lịch, giá các loại cá chình, cá bóng tượng có thể đạt mốc cao nhất. Thế nhưng thực tế cho thấy, người nuôi cá vẫn còn nhiều nỗi lo khi giá cá trong vài năm trở lại đây có chiều hướng giảm mạnh, đầu ra khá bấp bênh. Ngày xưa tôi cũng nuôi cá chình, cá bóng. Từ đó tôi thấy cái nguồn hàng cá chình, cá bóng ở địa phương nhiều, tôi mới ra đó là kinh doanh mua. Đó, nhưng mà trong thời điểm kinh doanh kia mua từ năm 1998 đến giờ cũng khoảng mười mấy hai chục năm, nhưng mà cái đầu ra thì nó không ngay, thấy có nhiều lúc thì cũng có thuận tiện mà cũng có nhiều lúc thì bấp bênh, lên xuống nó bất thường. Mà gần đây nhất khoảng một năm hai năm nay thì giá thị trường nó hơi biến động quá em. Hiện nay giá cá bóng tượng loại nhất dao động từ 220 đến 250.000 đồng trên một ký. Cá chình có giá cũng gần 400.000 đồng trên một ký. Dù không thu lợi nhiều nhưng cũng tương đối đảm bảo lợi nhuận cho người dân. Bởi theo tính toán của các hộ nuôi cá, để có được một ký cá bóng tượng thương phẩm, người dân phải đầu tư từ 7 đến 10 ký thức ăn, cộng với công chăm sóc. Tương ứng giá cá phải từ 250.000 đồng trên một ký, còn cá chình phải từ 400.000 đồng trên một ký trở lên thì họ mới có lời. Nguyên nhân mà giá cả lên xuống bất thường thì thứ nhất thì anh thấy là do là thương lái ở nước ngoài nó vô nó mua. Cái thứ hai nữa là nhằm lúc hàng của mình ở đây là có lúc nhiều quá, nhằm khi nó ép giá. Đã có thời điểm người nuôi cá chình, cá bóng tượng không còn tha thiết với nghề, có hướng chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác. Vì có lúc giá cá rớt xuống dưới 200.000 đồng trên một ký. Thêm vào đó, việc lựa chọn chuẩn cá thương phẩm cũng không chừng, không đổi. Có khi bắt cá từ 500 đến 800 gram là cá nhất, có khi lại bắt từ 1 ký trở lên. Nếu đạt xuống loại cá nhì, cá ba thì giá cá chênh lệch rất đáng kể, đã khiến người nuôi luôn trong thế bị động khi cung ứng ra thị trường. Từ việc là giá cả nó bấp bênh thì đơn vị xã Tân Thành cũng đã chủ động để mà làm cái thương hiệu cá chình, cá ống tượng. Thì thời gian qua thì được Sở Khoa học và Công nghệ trao cái giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cá chình, cá ống tượng. Thì đây có thể nói là một cái bước khởi đầu rất là quan trọng để cho người dân trên địa bàn xã Tân Thành có một cái niềm tin
vào cái nhãn hiệu và từ đó có động lực để mà phát triển trong cái tương lai. Sau hơn 3 năm đăng ký và thực hiện đúng quy trình thủ tục cần thiết, trung tuần tháng 10 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể Cá Chình Cá Bống Tượng Tân Thành, Cà Mau. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, mở ra hướng phát triển mới cho người dân nuôi cá chình cá bống tượng ở thành phố Cà Mau nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung. Với diện tích thả nuôi trên 240 hectare, xã Tân Thành là nơi có số lượng người dân nuôi cá chình cá bống tượng nhiều nhất. Thế nhưng từ trước đến nay, các sản phẩm làm ra chưa phân biệt, khẳng định được nguồn gốc sản phẩm của Tân Thành so với các địa phương khác. Chưa có tổ chức nào đứng ra bảo vệ thương hiệu của sản phẩm. Vì vậy, cũng như nhiều nơi khác, người dân nuôi cá ở Tân Thành bị vướng vào dòng lẫn quẩn, được mùa, mất giá. Cho nên việc bảo hộ sản phẩm cá chình cá bống tượng Tân Thành, Cà Mau là rất quan trọng. Với việc mà được cấp giấy chứng nhận bảo hộ, thương hiệu cá chình cá bống tượng Tân Thành Cà Mau sẽ tiếp tục nâng cao giá trị hàng hóa, đem lại thu nhập cho nông dân. Đề nghị các cấp các ngành trong thời gian tới thì chúng ta cần quan tâm hỗ trợ giữ vững cái nghề nuôi trồng và bảo quản sản phẩm, đặc biệt là đảm bảo chất lượng cá sạch, đồng thời cùng với cơ quan chức năng quảng bá mạnh mẽ nhãn hiệu để sớm đưa nhãn hiệu được chứng nhận lên cái tầm hàng hóa với cái thị trường tiêu thụ rộng rãi hơn. Ngày nay, trong nền kinh tế cạnh tranh, việc xây dựng thương hiệu của các công ty, doanh nghiệp và địa phương là điều cần được chú trọng. Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu của các đơn vị, tổ chức chính là nhãn hiệu, logo, sản phẩm. Vì thế, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là hết sức cần thiết. Nó là cơ sở để tổ chức cá nhân sử dụng nhãn hiệu xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình. Thông qua đó, sẽ xác lập được quyền sở hữu đối với thương hiệu của đơn vị. Trên cơ sở được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể khai thác được lợi ích thương mại từ nhãn hiệu của mình như sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình, chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu. Đồng thời nó còn là căn cứ để chống lại những hành vi xâm phạm tới quyền sử dụng nhãn hiệu. Nhãn hiệu tập thể Cá Chình Cá Bống Tượng Tân Thành Cà Mau đã được cấp giấy chứng nhận. Chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể Cá Chình Cá Bống Tượng Tân Thành Cà Mau nếu vận hành tốt, đây sẽ là mô hình có thể áp dụng trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản truyền thống khác. Về lâu dài, kết quả ứng dụng của dự án nhãn hiệu tập thể Cá Chình Cá Bống Tượng Tân Thành Cà Mau không chỉ dừng lại ở việc tạo cơ sở pháp lý để ngăn chặn hành vi vi phạm, mà nó còn là công cụ giúp địa phương nâng cao uy tín sản phẩm, tạo nguồn thu khi giá trị sản phẩm tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Các ban ngành nhà nước mà đi sâu vào vấn đề này, tìm được đầu ra các thị trường khác và mới hơn thì nói chung thứ nhất thì thương lái như tụi tôi cũng phấn khởi và người nông dân cũng phấn khởi. Nếu cái thương hiệu mình nó đạt mà chuyển đi các nước khác hoặc là châu Âu, nếu mà được người ta công nhận cái thương hiệu của mình thì đó là niềm vui lớn nhất của nông dân với cái những cái hộ nuôi cá của tỉnh Cà Mau. Thời gian tới thì chỗ ban quản lý sẽ là cố gắng làm tuyên truyền, vận động bà con nông dân, các cái tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã là tích cực hơn nữa trong cái phong trào nuôi cá chình cá bống tượng, tạo ra cái sản phẩm có chất lượng và uy tín để đáp ứng cái nhu cầu thị trường nội địa cũng như là cái thị trường nước ngoài. Cái thương hiệu do là mới đó thì cần phải có lộ trình dài mà để khai thác được hiệu quả thì các ngành chức năng có cái cách thức hỗ trợ để về cái quy cách, về cái mẫu mã, rồi về cái thị trường ở bên trong nước và ngoài nước. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cà Mau có 6 sản phẩm được trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, gồm tôm khô rạch gốc, cá khô bổi U Minh, mật ong U Minh, cua Nam Căng, mắm lóc Thế Bình và cá chình cá bống tượng Tân Thành Cà Mau. Hy vọng đây sẽ là tiền đề quan trọng để các sản phẩm của người dân có một vị trí nhất định trên thị trường hàng hóa. Ông Quỳnh Văn Hận cho biết, cá chình cũng chịu đựng tốt trong nước nhiễm mặn. Các điều kiện nuôi gần giống với cá bống tượng, chỉ khác là thời gian nuôi kéo dài đến 18 tháng. Nhưng bù lại, lợi nhuận sau vụ nuôi cũng tăng gấp đôi.
Để dễ chăm sóc, quản lý thì ông nuôi riêng cá chình và cá bóng tượng ở những ao khác nhau. Cách khoảng 3 tháng, nếu không dùng men vi sinh xử lý chất hữu cơ do thức ăn thừa lắng động thì cũng phải xi phong hút bùn đáy ao. Nhờ nuôi cả hai loại cá chình và bóng tượng nên ông chủ động được đầu ra sản phẩm. Khi trên thị trường loại nào có giá cao thì mới thu hoạch bán loại cá đó. Đa dạng được nguồn sản phẩm, ông Quỳnh Văn Hận truyền kinh nghiệm cho một số bà con khác làm theo và cũng đều đạt hiệu quả cao. Tại sao tôi nuôi cá chình vậy là bởi vì cái nguồn giống con cá bóng tượng, cái giống này giống của thiên nhiên chứ không phải là giống mình tự ép. Thành ra nếu mà mình cái lượng mình thả cá bóng tượng nhiều quá thì không đủ số giống để, con giống để mình thả, thì phải buộc mình phải thả qua một quá trình một mớ. Mà cái nguồn giống con cá chình này là từ Phú Yên nó đưa về thì rất là nhiều. Nếu một hecta cá chình mà mình nuôi từ 1 năm rưỡi lên thì nó phải lợi từ 400 đến 500 triệu. Còn con cá bóng tượng á, thì mình 7 tháng thì mình lời chắc cũng cỡ 220 triệu. Vài năm trở lại đây, cá chình trở thành loài thủy đặc sản được chú ý phát triển ở xã Tân Thành và một số xã vùng ven của thành phố Cà Mau. Không chỉ dịch vụ con giống mà khi nghề nuôi thủy sản ở địa phương ngày càng phát triển thì thương lái càng đến làm ăn nhiều hơn và thường xuyên hơn trước. Đầu ra sản phẩm của bà con càng được thuận lợi. So ra nếu mà con cá chình với con cá bóng tượng này đó, con cá chình đó bởi vì mình nuôi lâu á nó mới có lời, chứ còn nếu nuôi mà mình nó lên được 1 ký á, tới khoảng 1 ký mình bán thì nó không hiệu quả bằng con cá bóng tượng, mà mình nuôi khoái là từ 2 ký lấy lên nó mới có hiệu quả hơn. Bởi vì con cá chình nó thời gian nó dài hơn, mình phải để nó kéo dài nó mới có lời, chứ nếu mà nó lên khoảng 1 ký 1 rưỡi thì mình bán cái giá nó không lời hơn cá bóng tượng. Mình phải kéo thời gian thêm, thời gian dài thêm nữa nó mới có lời nhiều. Nó 1 năm rưỡi mình mới thu hoạch. Còn một cá bóng tượng này thì mình thả thì theo loại cỡ, ví dụ như là mình thả 4 con ký hoặc là 7 con ký. Nếu 4 con ký thì mình thả có khoảng 7 tháng, 7 con thì khoảng 9 tháng, thì cái nói chung là hai thằng này hiệu quả nó cũng đi ngang nhau, nhưng mà cái sự rủi ro của con cá trình thì nó nhẹ hơn cá bóng tượng. Cái đầu ra con cá trình với cá bóng tượng này cũng một thương lái, nó cũng bắt thứ một thì nó cũng một thương lái một thôi, nó vừa bắt cá trình và vừa bắt cá bóng tượng. Cá xã ven thành phố Cà Mau đang phát triển nhiều cơ sở cung ứng con giống, đồng thời gom mua cá chình và cá bóng tượng thương phẩm cung ứng cho các nhà hàng và doanh nghiệp xuất khẩu. Hiện nay, xã Tân Thành có nhiều diện tích nuôi cá bóng tượng, cá chình trong ao. Và do vậy mà thu nhập bình quân trên đầu người được ghi nhận là cao nhất trong các xã vùng ven. Tại đây, ông Quỳnh Văn Hận vẫn đang tiếp tục làm giàu với nghề nuôi thủy đặc sản.